Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mới đây, tại LG đã khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy mới nhất của hãng đặt tại Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với quy mô 40.000 m2, có thể xuất xưởng tới 350.000 xe máy điện mỗi năm. Đây là nhà máy thứ 10 của thương hiệu Trung Quốc trên toàn cầu. Tie LG là doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc, được thành lập từ năm 2003 với chuyên môn về các loại xe điện 2 và 3 bánh cùng nhiều dịch vụ liên quan như sạc và đổi pin. Tới thời điểm hiện tại, công ty sở hữu trên 35.000 cửa hàng với sản phẩm xuất khẩu qua gần 100 quốc gia, 10 nhà máy sản xuất, trong đó mới nhất là công xưởng tại Việt Nam. Với công suất toàn cầu là 15 triệu xe mỗi năm, nhờ tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển mà doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 1.000 bằng sáng chế. Công ty này là đối tác với các doanh nghiệp lớn như Huawei, Emart, Zero, Motorcycle. Đại diện hãng xe cho biết nhà máy này không chỉ sản xuất mà còn đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu những sản phẩm mới trước khi ra mắt và bán trên thị trường. Nhà máy này cũng tích hợp các quá trình nghiên cứu phát triển công nghệ dịch vụ hậu mãi để đáp ứng công suất 350.000 xe ra lò mỗi năm. Cũng tại sự kiện này, tại LG đã trưng bày giải sản phẩm mới của mình, trong đó mẫu X5 sử dụng động cơ điện công suất khoảng 1 mã lực, tầm hoạt động 60 km cho mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 51 km/h. Sẽ có một số tính năng như chống nước, IPX6, đèn chiếu sáng LED, lốp xe gai to kiểu off-road. Nhà máy mới tại Hưng Yên được đánh giá sẽ giúp tại LG mở rộng tầm ảnh hưởng tại Việt Nam cũng như đặt nền móng cho việc xuất hiện tại những nước khác trong khu vực Đông Nam Á, từng bước đạt được mục tiêu toàn cầu hóa của doanh nghiệp. Trong nửa đầu năm 2024, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên là ba địa phương dẫn đầu về thu hút FDI đạt 1,55 tỷ đô la Mỹ, bằng 52% kế hoạch năm và bằng 218,9% so với cùng kỳ. Hiện tại, số dự án FDI đăng ký hoạt động trên địa bàn này là 204 dự án với tổng vốn đăng ký trên 15,29 tỷ đô la Mỹ. Trưởng ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, tình hình thu hút FDI của Quảng Ninh ngày càng đạt kết quả rất tích cực. Theo đại diện ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, trong 23 dự án đầu tư cấp mới của tỉnh, hầu hết thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, phù hợp với mục tiêu định hướng thu hút đầu tư phát triển của địa phương. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều dự án công nghiệp chế biến chế tạo đã được triển khai như tổ hợp nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô công suất tối đa 300.000 xe trên năm và một số nhà máy sản xuất linh kiện phụ kiện tại khu công nghiệp Việt Hưng, chuỗi dự án sản xuất tấm quang năng Zinco Solar tại khu công nghiệp Sông Khoai và khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà giai đoạn 1, các dự án sản xuất linh kiện thiết bị điện điện tử tại khu công nghiệp Đông Mai. Về thành phố Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã đón 54 dự án đăng ký đầu tư mới và 24 dự án tăng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 20 tháng 6, Hải Phòng có 1.165 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 29,59 tỷ đô la Mỹ. Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, thành phố đã phối hợp tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ đối tác, ký kết 5 bản ghi nhớ mới với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc, tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc do Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn. Trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, điểm tích cực trong thu hút FDI của Hải Phòng không chỉ là số vốn đăng ký mà còn là tỷ lệ của các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chế biến, chế tạo, logistics, đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt trên 93%. Ngôi sao sáng thứ 3 về thu hút FDI là tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư, Hưng Yên đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 20 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký 760 triệu đô la Mỹ. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 600 dự án FDI đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 7,5 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản có 176 dự án với vốn đăng ký 3,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 50,98%.
Trung Quốc có 151 dự án với vốn đăng ký 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,52%. Hàn Quốc có 154 dự án với vốn đăng ký trên 900 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,88%. Những dự án mới vào Hưng Yên cũng chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo như dự án của công ty cổ phần Hưng Yên Alpha Logistics Park Singapore hơn 114 triệu đô la Mỹ, dự án sản xuất tem nhãn RFID đến từ Đài Loan 67 triệu đô la Mỹ, dự án sản xuất chế biến thực phẩm của công ty cổ phần ASICUC Việt Nam 87,7 triệu đô la Mỹ. Với chiều dài lên tới 5,44 km, cầu Đình Vũ thuộc thành phố Hải Phòng được mệnh danh là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Cây cầu có điểm đầu là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút Tân Vũ, phường Tràng An, quận Hải An, điểm cuối là cổng cảng Lạch Huyện, cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, huyện Cát Hải. Cầu Đình Vũ sẽ giúp rút ngắn lộ trình đến huyện đảo Cát Hải một cách triệt để khi gói gọn trong chưa đầy 30 phút đồng hồ. Được khởi công vào tháng 2 năm 2014, cầu khánh thành vào tháng 9 năm 2017, tốc độ thiết kế 80 km/h. Cây cầu có 88 nhịp, mỗi nhịp 60m và được thông với nhau tạo nên một đường hầm dài 4,5 km theo chiều dài của cầu, gấp 3 lần so với chiều dài 1,5 km của hầm vượt sông Thủ Thiêm. Đây cũng chính là đường hầm dầm cầu dài nhất ở nước ta. Đường hầm dầm cầu rộng 9m, cao hơn 2,5m. Phía trong hầm, hệ thống cáp được lắp nối dài với nhau. Cụ thể, mỗi nhịp dầm cầu được thi công lắp đặt gồm 12 bó cáp dưỡng lực, có tác dụng chịu lực chính của cầu. Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng dầm cầu. Bề rộng cầu Đình Vũ - Hải Phòng tầm 29,5m nên khá rộng rãi với 4 làn đường phân chia rõ rệt cho xe cơ giới và xe thô sơ được phép lưu thông với vận tốc tối đa 80 km/h. Đoạn cầu này sẽ hứa hẹn là điểm đến đầy mới lạ dành cho những tay phượt thủ đam mê tốc độ. Cây cầu thiết kế bê tông cốt thép vĩnh cửu của cầu Đình Vũ - Hải Phòng. Cây cầu có đến 88 nhịp, mỗi nhịp tương đương 60m, thông hành một đường hầm 4,5 km theo chiều dài của cầu. Sau hơn 2 năm thi công, cầu vượt cửa biển Thuận An dài nhất miền Trung đã vượt tiến độ dự kiến hợp long trước tháng 12 năm 2024. Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An trị giá 2.400 tỷ đồng đang dần hình thành khi 45 trên 52 trụ đã hoàn thành. Cầu được khởi công tháng 3 năm 2022, dài 2,36 km, rộng 20m, nhịp chính mở rộng 23,5m. Trụ cầu T26, nơi lắp đặt dây văng đang được công nhân gấp rút thi công. Hai trụ tháp gồm T26 và T27 dự kiến hoàn thành đầu tháng 9. Hệ thống lao dầm cầu đã được nhà thầu thi công, 18 trên 36 nhịp cầu đã kết nối. Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cầu vượt cửa biển Thuận An đạt gần 60% giá trị hợp đồng. Hiện đường dẫn lên cầu đã được san ủi mặt bằng xây cống. Công nhân lắp ráp sắt trước khi đổ bê tông hợp long hai trụ cầu. Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, ngoài cầu Thuận An còn có nhiều cầu vượt cửa biển như cửa Đại dài 1,8 km ở Quảng Nam, cầu Danh dài 750m ở Quảng Bình, cầu Nam Ô dài 320m ở Đà Nẵng, trong đó cầu Thuận An dài nhất. Về phía Nam, cầu Thị Nại ở Bình Định dài 2,477 km. Hàng ngày trên công trường có hơn 200 công nhân thi công. Công nhân dùng máy mài đánh bóng lan can cầu, miền Trung đang nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên trên 35 độ C. Ở phía bờ Nam, cửa biển thuộc phường Thuận An, hệ thống trụ cầu băng qua rừng phi lao, phòng hộ sắp hoàn thành, chuẩn bị xây dựng đường dẫn lên cầu. Phía bờ Bắc ở Hải Dương, cầu vượt cửa biển Thuận An, hệ thống trụ cầu băng qua rừng phi lao phòng hộ sắp hoàn thành, chuẩn bị xây dựng đường dẫn lên cầu. Cầu vượt cửa biển Thuận An đã được đổ bê tông mặt nền. Tuyến đường kết nối hai bên cầu dài 7,7 km từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua biển Thuận An, kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A, quốc lộ 49B ở phường Thuận An, thành phố Huế, sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2025. Cầu vượt cửa biển Thuận An nhìn từ hướng biển vào, nhà thầu cho biết khó khăn nhất khi thi công cầu là khoan cọc nhồi trên cửa biển và ảnh hưởng mưa bão. Theo kế hoạch, cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ hoàn thành trong dịp 30 tháng 4, 2025. Kết nối phường Thuận An và xã Hải Dương, hai bên cầu sẽ phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch biển, sáp nhập phường Thuận An và xã Hải Dương thành một phường.